Tối ngày 15 tháng 12, Lương Mạnh Hải bất ngờ khoe khoảnh khắc anh hội ngộ Tăng Thanh Hà ở Hà Nội. Lương Mạnh Hải chia sẻ tròn 9 năm sau, hai đứa mới đoàn tụ ở thủ đô, lại còn nhận được quà Giáng sinh nữa. Khoảnh khắc này khiến không ít khán giả bồi hồi và cả thanh xuân như ùa về, bởi đây từng là cặp đôi gây sốt màn ảnh Việt với phim Bỗng Dưng Muốn Khóc lên sóng cách đây 11 năm. Nhiều khán giả nhận xét hơn 10 năm trôi qua nhưng Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà vẫn trẻ trung và giữ được tình bạn bền chặt. Năm 2008, Bỗng Dưng Muốn Khóc, một bộ phim do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, lên sóng và gây sốt màn ảnh Việt, đưa hai cái tên Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải lên một vị trí mới. Thời điểm đó, phim ghi điểm nhờ dàn diễn viên trai xinh gái đẹp cùng câu chuyện tình lãng mạn giữa Bảo Nam Lương Mạnh Hải và Trúc Tăng Thanh Hà. 11 năm trôi qua, Tăng Thanh Hà cô Trúc bán sách ngày nào, giờ có cuộc sống riêng hạnh phúc, làm dâu nhà hào môn và sinh được những thiên thần nhỏ đáng yêu. Nữ diễn viên cũng rút lui khỏi showbiz và tập trung cho công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng cô nhận lời góp mặt trong vài sự kiện của những người bạn bè thân thiết. Trong khi đó, anh chàng Bảo Nam Lương Mạnh Hải hiện tại là một đạo diễn, nhà sản xuất phim và anh cũng có công việc kinh doanh riêng. Lương Mạnh Hải vừa ra mắt phim điện ảnh Hoa hậu Giang hồ cách đây không lâu và đây là bộ phim đánh dấu việc anh một lúc đảm nhận ba vai trò là nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch. Tuy nhiên vì vài lý do, phim không gây tiếng vang quá lớn nhưng cũng giúp cho Lương Mạnh Hải thể hiện được sự đa năng của mình.